nhưng mà nào mà theo giới thuận trên những mạng xã hội như là Facebook, Telegram và Twitter thì cũng đã thấy thường đăng một cái bài viết ngày hôm qua. Bài viết này là cục dự trữ liên bang New York Fed đã cho Bitcoin là tiền tệ mặc dù là CFTC có nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai đã cho Bitcoin như là một loại hàng hóa như là vàng thì New York Fed cho Bitcoin là tiền tệ hay chúng ta gọi là fiat là một cái sai lầm. Tại vì đối với Thuận ngữ từ fiat là bắt nguồn từ tiếng Latin dịch ra là by decree có nghĩa là theo nghị định hay chúng ta có thể gọi tóm tắt là tiền pháp định. Tiền pháp định thì có giá giá trị tại vì pháp luật nói là nó có giá trị và được bảo đảm bởi chính phủ ngân hàng trung ương. Chúng ta tin vào tiền pháp định tại vì luật pháp bảo đảm cũng như là ngân hàng trung ương. Chính phủ nói là có thể thu được thuế để đảm bảo là cái giá trị của cái tiền pháp định đó có thể là giữ vững được. Chúng ta có thể dùng cái tiền pháp định để mà trao đổi hàng hóa. BTC thì đó với thường là không phải là một cái fiat. Tại vì chúng ta không cần một đơn vị thứ ba nào đứng ra để mà đảm bảo giá trị. Giá trị của BTC là đến từ lòng tin vào toán học của hai bên. Cho nên chúng ta gọi BTC là một cái loại giao dịch ngang hàng giữa hai bên Chỉ cần chúng ta tin vào toán học thì chúng ta có thể chấp nhận BTC Tương tự như là vàng thì vàng có giá trị tại vì chúng ta thấy được là vàng có lịch sử rất là lâu đời Và dựa vào lòng tin của hai bên là vàng sẽ có tiếp tục có giá trị sau này Cho nên vàng có thể được dùng trong cái phương tiện thanh toán cũng như là được dùng để mà lưu trữ tài sản không cần một đơn vị thứ ba nào đứng ra để mà đảm bảo giá trị của vàng. Câu hỏi bây giờ là có phải Fed đang không hiểu hay là cố tình không hiểu của sự khác biệt thì trong cái video này thùng sẽ đi vào chi tiết hơn đào sâu hơn để các bạn có thể thấy được là chuyện gì đang xảy ra tại sao mà fed lại có một cái bài viết liên quan tới bitcoin như vậy đây là một cái blog mà được chia sẻ bởi New York Fed Các bạn thấy được là đây là một cái blog của Liberty Street Economics Là bởi hai người mà đang làm việc cho cái đơn vị này Hai người này là hai cái người mà nghiên cứu Hai người kinh tế gia và biết bài viết này cho New York Fed Thì chúng ta sẽ đi sâu hơn để các bạn hiểu được là tại sao lại có cái bài viết này Cũng như là có ý nghĩa như thế nào đối với Bitcoin cũng như là tiền kỹ thuật số Và có rất nhiều bạn hỏi Thuận thời gian gần đây là Thuận có thể chia sẻ một số những cái chi tiết liên quan đến có khi nào mà chính phủ Hoa Kỳ muốn đưa ra một cái tiền kỷ được số riêng cho Hoa Kỳ hay là không tại vì chúng ta không nhận được nhiều tin tức liên quan đến cái tiền kỷ được số riêng của Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta nhận được rất nhiều những cái tin tức từ một số những nước khác và đặc biệt là nước Trung Quốc các bạn thấy được là đã có rất nhiều tin đồn là Trung Quốc đã đang triển khai tiền kỷ được số của quốc gia có nghĩa là bây giờ nhiều người cho là cái mô hình cái prototype đã có và đang được thử nghiệm hạn chế trong một số dùng ở Trung Quốc cách đây vài ngày chúng ta cũng đang nhận được một cái lời phát biểu bởi chủ tịch Jerome Powell của cục di trữ liên bang của Hoa Kỳ ở hạ viện liên quan tới tiền kỹ thuật số của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ đây là một cái tin tức mà rất nhiều bạn muốn biết và thường cũng sẽ chia sẻ tại vì cái tài liệu này sẽ liên quan rất là mật thiết với những gì mà chúng ta sẽ nói tới các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Sau video này là tình hình ở Hoa Kỳ bây giờ là Bitcoin nói riêng cũng như là tiền kỹ thuật số nói chung là đang đứng ở một cái vị trí nào, đang được pháp luật coi là như thế nào. Tại vì điều rất là quan trọng liên quan đến tương lai phát triển cũng như là liên quan đến đóng thuế sẽ ra sao. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái bài viết, đây là một cái blog được chia sẻ bởi Federal Reserve Bank of New York. Thì trước khi mà chúng ta nói tới cái bài viết này thì thường sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái tài liệu căn bản ở Hoa Kỳ hiện tại để các bạn hiểu rõ về tiền kỹ thuật số đã đang đứng ở vị trí ra sao và pháp luật coi tiền kỹ thuật số như thế nào. Thì để hiểu đơn giản thì các bạn thấy là bây giờ vẫn còn có rất là nhiều nghi vấn, còn rất là nhiều những cái điều mà mà chúng ta vẫn chưa có rõ liên quan tới tiền kỹ thuật số. Như là bây giờ các bạn thấy là Hoa Kỳ thì có rất nhiều những cái đơn vị khác nhau quản lý nhiều bộ phận khác nhau ở trong thị trường tài chính. Chúng ta nói đơn giản là các bạn thấy là có SEC, nghĩa là bạn Quản lý chứng khoán của hoa kỳ chúng ta có cftc có nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai của hoa kỳ chúng ta uh, có fed cùng chữ liên bang đó là chính là một cái đơn vị mà quản lý tiền tệ cũng như là quản lý phần trăm lãi suất và bạn cũng có là những cái đơn vị như là FinCEN đây là một cái đơn vị mà áp dụng những cái luật liên quan đến tiền tệ như là rửa tiền thì các bạn thấy được là mỗi đơn vị hầu như là có cái suy nghĩ khác nhau về tiền kỹ thuật số ví dụ như chúng ta nói sec sec là ban quản lý chứng khoán của hoa kỳ thì ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ không coi Bitcoin hay là Ethereum là chứng khoán Nhưng mà những tiền kỹ số khác thì họ chưa có nói tới Có nghĩa là ngoại trừ Bitcoin và Ethereum Tất cả những cái đồng khác đều có cơ hội được liệt vào chứng khoán Và tại sao điều này lại quan trọng thì các bạn cần phải xem cái video thường đã đăng cách đây không lâu Đó chính là view 599 để các bạn hiểu rõ hơn là nếu như mà một đồng nào đó bị liệt vào chứng khoán Thì sẽ như thế nào đó là chúng ta nói tới sec khi mà chúng ta nói tới một cái đơn vị khác đó chính là cftc thì cftc là ban quản lý hợp đồng tương lai của hoa kỳ thì đã liệt bitcoin vào cái dạng gọi là hàng hóa tương tự như là vàng có nghĩa là sẽ có những cái sản phẩm như là hợp đồng tương lai ở trên những cái sàn giao dịch mà cho giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin cũng như là hợp đồng tương lai của chứng khoán hay là hợp đồng tương lai của vàng hay là hợp đồng tương lai của dầu hỏa các bạn thấy được là đây là điều mà đã được nói tới bởi CFTC là coi Bitcoin như là một loại hàng hóa và sau đó chúng ta lại có những cái đơn vị khác như các bạn thấy được là IRS có nghĩa là cục thuế ở Hoa Kỳ thì cục thuế của hoa kỳ coi bitcoin là một loại tài sản tương tự như là các bạn uh, mua vàng mà các bạn bán mà có lời thì phải đóng thuế thì tương tự các bạn mua bitcoin các bạn bán có lời là phải đóng thuế đó là cục thuế coi bitcoin như là một loại tài sản và FinCEN có nghĩa là cái đơn vị mà áp dụng những cái luật liên quan tới tiền tệ thì coi bitcoin như là một loại tiền tệ có nghĩa là khi mà các bạn giao dịch bitcoin thì đó coi như là giao dịch tiền thì các bạn phải đi theo cái luật tiền tệ có nghĩa là các bạn cần phải có KYC các bạn cần phải theo những cái luật rửa tiền các bạn cần phải báo cáo khi mà giao dịch hơn một con số nào đó các bạn thấy được là mỗi một cái đơn vị thì đều có một cái cách nhìn khác nhau về Bitcoin nói riêng và tiền kỹ thuật số nói chung cho nên nó Hoa Kỳ bây giờ chúng ta vẫn chưa có một cái định nghĩa chính thức là Bitcoin về mặt pháp lý thì được coi như là thế nào bây giờ thì nếu các bạn là sử dụng Bitcoin thì nếu như các bạn là sử dụng Bitcoin mà cái giá các bạn sử dụng so với cái giá các bạn mua là cao hơn thì các bạn là phải đóng thuế đó là luật được đưa ra bởi cục thuế Hoa Kỳ IRS nhưng mà hôm nay thì chúng ta đã nhận được cái tài liệu liên quan tới Fed thì coi Bitcoin như là một cái loại tiền tệ thì đây sẽ là một cái sự xung đột liên quan tới định nghĩa tại vì các bạn thấy được là đối với tiền thì các bạn mà sử dụng đồng đô la thì các bạn đâu có đóng thuế trên cái đồng đô la đó tại vì đồng đô la đó các bạn nhận được là các bạn đã đóng thuế rồi sau đó các bạn đi mua một vật nào đó thì cái vật đó cũng đã tính thuế cho nên các bạn thấy được là trên căn bản các bạn sử dụng tiền thì không cần phải đóng thuế cái số tiền mà các bạn sử dụng nếu như mà Bitcoin được liệt vào cái dạng gọi là tiền tệ chứ không phải là tài sản thì bitcoin khi mà giao dịch thì đương nhiên sẽ không đánh thuế cho nên đây là một cái xung đột liên quan đến định nghĩa cho nên bây giờ có rất nhiều người vẫn chưa có hiểu là tình hình bây giờ thì bitcoin sẽ ra sao liên quan đến pháp lý của hoa kỳ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào tại sao mà fed lại cho bitcoin là một cái loại tiền tệ thì chúng ta phải hiểu được tiền và tiền tệ thực ra khi mà thường làm cái video này thì thường lên mạng để mà tìm hiểu một số những tài liệu thì rất nhanh chóng thường thấy được là có rất nhiều cái sự tranh cãi liên quan đến định nghĩa về tiền bạc và tiền tệ Đối với thuận tiếng Anh thì đơn giản hơn Tại vì tiếng Anh thì các bạn có Money Có nghĩa là tiền Và Currency Thì các bạn thấy là Google Translate Nói Currency là tiền tệ Thì tiếng Anh nói tiền Money Có nghĩa là cái vật gì đó Mà nó có giá trị Không cần phải một bên thứ ba đứng ra làm bảo đảm Giả sử như là các bạn sử dụng vàng Thì vàng không cần phải có một bên thứ ba nào à, Đảm bảo các bạn chỉ cần là giữa hai người Tin tưởng vào cái vật đó có giá trị Và vật đó sau này có thể được dùng Để mà đổi một vật khác Thì đó gọi là Money Gọi là tiền còn currency thì gọi là tiền tệ tiền tệ là một cái vật nó có giá trị nhưng mà phải được bên thứ ba đứng ra bảo đảm một ví dụ như là các bạn thấy được là tiền tệ là một cái như là ngân phiếu hay là các bạn thấy được là à, tiền pháp định thì phải được đứng ra được bảo đảm ở bên thứ ba thì gọi là currency đây là một cái công cụ thanh toán nằm ở trong một cái hệ thống và nó có giá trị tại vì chúng ta tin tưởng vào những cái người mà điều khiển hệ thống đó cũng như chúng ta tin tưởng vào tiền pháp định tại vì chúng ta tin tưởng là chính phủ sẽ đảm bảo giá trị của tờ giấy các bạn đang cầm trong tay còn nói tới tiếng việt thì tiền bạc và tiền tệ thường sẽ không có đi vào chi tiết là định nghĩa chính thức là như thế nào tại vì thường nghĩ là đây không phải là một cái vấn đề chính của video này nhưng mà khi thường nói tới tiền thì thường sẽ nói tới money còn tiền tệ chúng ta sẽ nói tới là currency để các bạn hiểu rõ hơn về cái định nghĩa thường sẽ sử dụng trong video này thì trong cái bài viết mà được uh, chia sẻ bởi hai cái nhà nghiên cứu kinh tế học của fed đã chia sẻ là bây giờ là có ba loại tiền ba loại tiền này là bao loại tiền gì đầu tiên là fiat money hay là tiền tệ thì đây là cái sai lầm đầu tiên của fed đối với thuận tại vì fed thì định nghĩa đúng tiền tệ là gì fed nó tiền tệ là một cái phương tiện thanh toán một cái phương tiện trung gian dùng để thanh toán như là chúng ta nói tới là tiền pháp định thì các bạn thấy được là cái tiền pháp định chúng ta tin tưởng tại vì pháp được nói là nó có giá trị như là các bạn thấy là đồng 20 đô la trong bài viết này đã viết rất là rõ là 20 đô la thì cái giá trị của 20 đô la đó đã hơn cái giá trị của tờ giấy mà 20 đô được in nhưng mà người ta vẫn chấp nhận giá trị 20 đô la tại sao tại vì người ta tin tưởng là khi mà chúng ta dùng 20 đô đó để mà giả sử như là đi mua cà phê đi thì người bán cà phê nhận 20 đô đó, người bán cà phê có thể dùng 20 đô đó để mà đổi ra thành một cái vật khác cho nên người bán cà phê chấp nhận thanh toán bằng tiền pháp định tại vì được bảo vệ bởi pháp luật đó là một cái loại tiền tệ thì đây là cái sai lầm của fed tại vì fed nói là khi chúng ta nhìn vào bitcoin thì bitcoin không có gì gọi là mới hết Tại vì Bitcoin đối với Fed cũng chỉ là một loại tiền tệ, một cái phương tiện trung gian dùng để thanh toán. Chỉ có sự khác biệt ở đây là tiền pháp định thì được bảo vệ bởi pháp luật, còn Bitcoin thì không được bảo vệ bởi bất cứ một cái vật nào khác, không được ai đứng ra làm bảo đảm. Cho nên đối với Fed thì tiền pháp định vẫn là một cái loại tiền mà an toàn hơn là Bitcoin và Fed so sánh Bitcoin như là những cái vật mà chúng ta đã từng dùng để mà thanh toán trước đây như là chúng ta nói là trước đây những cái thời xưa chúng ta có thể sử dụng như là vỏ sò để mà dùng để mà thanh toán thì phép cho bitcoin cũng không có gì khác biệt so với những cái loại tiền tệ mà được sử dụng nhiều năm trước đây nhưng mà đây là một cái sai lầm tại vì các bạn thấy được là bitcoin là được bảo đảm bởi toán học các bạn có thể là dễ dàng lên trên mạng lưới biết được là Bitcoin nào được gửi từ cái ví nào tới ví nào cũng như là các bạn chắc chắn là có bao nhiêu Bitcoin hiện tại đã được lưu thông không ai có thể in hơn cũng như là các bạn thấy được là tổng số Bitcoin sẽ có tối đa sau này cũng chỉ là 21 triệu trong khi các bạn so sánh Bitcoin với những cái loại vật khác mà được sử dụng như là tiền trước đây như là vỏ sò thì thật sự là không có so sánh được Tại vì những cái vật đó không có những cái đặc tính như là Bitcoin bây giờ Và Bitcoin là dựa vào cái lòng tin của toán học không cần phải được bảo vệ bởi đơn vị thứ ba nào hết tiếp theo thì nếu như chúng ta coi bitcoin như là một loại tiền tệ thì chúng ta đã phủ nhận những cái đặc tính khác của bitcoin như là các bạn thấy là bitcoin được dùng để mà thế chấp các bạn thấy là bitcoin này được dùng để thế chấp để các bạn có thể là lấy uh, tiền mặt ra hay là các bạn có thể dùng bitcoin như là một cái công cụ đầu tư hay là nhiều người bây giờ lưu trữ bitcoin như là một loại tài sản tương đương với và là vàng các bạn thấy là người dân thì không có lưu trữ tiền mặt như là một cái loại đầu tư không ai nói là tôi đang đầu tư vào tiền uh, pháp định người ta chỉ đầu tư vào vàng hay là bitcoin hay là bất cứ một loại tài sản nào mà người ta nghĩ là sẽ có giá trị khi mà quy ra tiền pháp định sau này. Cho nên các bạn thấy được là cái định nghĩa này là một định nghĩa rất là hẹp và đã bỏ đi rất là nhiều những cái yếu tố khác của bitcoin. Đây là điều đầu tiên, điều thứ nhì nữa là Fed nói là cái loại tiền thứ nhì là asset backed money, có nghĩa là một cái loại tiền tệ mà được bảo đảm bởi cái tài sản đặc tính của cái vật đó như là Fed đưa ra một ví dụ như là vàng thì Fed nói vàng có giá trị tại vì người ta là giao dịch vàng người ta có thể là chấp nhận vàng để mà sử dụng cho việc thanh toán và vàng có giá trị tại vì người mà có vàng có thể là đung vàng ra sau đó dùng trong công nghiệp thì các bạn thấy được là đây là một cái định nghĩa cũng rất là hẹp tại vì khi chúng ta lên trên google các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu những tài liệu liên quan tới là bao nhiêu vàng thực sự được sử dụng trong công nghiệp các bạn sẽ thấy được là cái số lượng vàng mà được sử dụng trong công nghiệp rất là ít thậm chí là một số những cái mà người ta có thể sử dụng vàng người ta sẽ thay thế bằng một cái loại kim loại khác rẻ hơn và dễ dàng tìm kiếm hơn cho nên cái số lượng vàng mà thực sự được sử dụng trong công nghiệp rất là thấp và cái giá trị đến từ công nghiệp không đủ để mà có thể chứng minh được là vàng một ounce bây giờ có thể lên tới 1.700 đô thật ra không có giá đó giá đó là tại vì người ta coi vàng như là một cái loại tài sản người ta lưu trữ tại vì người ta nghĩ là tiền pháp định sẽ mất giá và vàng sẽ có giá hơn cho nên người ta mới lưu trữ chứ không đơn giản vàng có giá trị tại vì người ta nghĩ là sau này người ta cung lắm là đun vàng ra để mà sử dụng trong công nghiệp cho nên nó vẫn có giá trị giá trị không phải đến từ đó mà là đến từ lòng tin vào lịch sử của vàng cũng như lòng tin sau này con người cũng sẽ tiếp tục chấp nhận vàng là một vật có giá trị đó mới là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn cho nên định nghĩa liên quan tới vàng đối với Thuận thì cũng đã thiếu sót rất là nhiều Và các con cũng đã biết là định nghĩa mà thường mới vừa nói tới thì vàng với bitcoin thì cũng rất là tương đương với nhau tại bitcoin có thể được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau cũng như là giá trị của bitcoin có thể đến từ người ta lưu trữ bitcoin như là một loại tài sản tại vì sau này có thể quy ra tiền fiat tiền pháp định với cái giá cao hơn còn cái loại tiền thứ ba mà được nói tới bởi Cục Dự Liên bang của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng không có cần dành quá nhiều thời gian tại vì đây là một cái định nghĩa nói là có một loại tiền khác là cái loại tiền mà được bảo đảm bởi một tài sản khác cũng như là các bạn thấy là các bạn gửi tiền vào trong ngân hàng thì các bạn có thể có ngân phiếu thì ngân phiếu đó có giá trị tại vì ngân phiếu đó người ta có thể dùng để mà vào ngân hàng lấy số tiền đó ra và thật ra trước đây các bạn thấy được là tiền đô la đã được bảo đảm bởi vàng một đô la là sẽ có một cái số lượng vàng có thể là các bạn dùng đô la đó để đổi ra vàng nhưng mà sau này thì đồng đô la đã không còn nằm trên hệ thống vàng nữa đồng đô la bây giờ là chỉ là một cái loại tiền pháp định có nghĩa là trước đây đồng đô la là một cái giống như là giấy ghi nợ các bạn có thể sử dụng giấy ghi nợ đó để mà đổi lấy vàng bây giờ thì các bạn thấy là đồng đô la bây giờ là không được đảm bảo bởi một cái tài sản nào hết ngoại trừ là lòng tin vào chính phủ của hoa kỳ đây là ba loại tiền mà được nói tới bởi cục diễn liên bang nhưng mà có một điều mà cục diễn liên bang đã nói đúng đó chính là liên quan tới khi mà chúng ta sử dụng tiền thì có ba cách sử dụng cách đầu tiên thì đương nhiên các bạn có thể sử dụng tiền mặt là trao qua tay thì đây là một cách sử dụng mà chúng ta rất quen thuộc. Thứ nhì nữa là sử dụng thông qua những cái máy tính điện tử như là chúng ta dùng cái thẻ tín dụng chẳng hạn. Đó là một cách gọi là electronic transfer nghĩa là các bạn thanh toán bằng điện tử và cách dùng uh, này là một cách dùng mà các bạn cần phải tin tưởng vào một đơn vị thứ ba như là các bạn sử dụng uh, thẻ tín dụng thì đương nhiên các bạn phải tin tưởng người nhận và người gửi phải tin tưởng là ngân hàng sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ có nghĩa là họ sẽ di chuyển tiền từ một chương mục này một chương mục khác các bạn cần phải có lòng tin vào đơn vị thứ ba và cái cách mà sử dụng tiền thứ ba mà nói tới bởi fed đó là các bạn có thể sử dụng uh, thông qua điện tử nhưng mà không cần phải đơn vị thứ ba đứng ra để bảo đảm và fed cũng đã thú nhận là Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác đã có cái đặc tính này và đối thuận liên cái đặc tính này là cũng đã đủ để cho Bitcoin có giá trị các bạn thấy được là không có một cái loại tài sản nào bây giờ mà các bạn có thể là biết chắc chắn được là nguồn cung tối đa là bao nhiêu ngoài trừ Bitcoin và các bạn chắc chắn được là khi Bitcoin di chuyển là sẽ không có một cái gian lận nào sẽ không có một cái Bitcoin giả nào ở trên mạng lưới cho đến ngày hôm nay cho nên cái đặc tính này cũng đã đủ để cho Bitcoin có được giá trị nhưng mà điều mà thường cảm thấy là quan trọng hơn ở đây các bạn cần phải suy nghĩ là tại sao mà fed lại đưa ra cái bài viết này các bạn thấy là những cái nhà nghiên cứu ở fed là những người mà giống như là rất giỏi về kinh tế học cũng như là một người phải hiểu rất rõ về tiền và tiền tệ thì tại sao họ lại có những cái nhầm lẫn này khi mà họ đưa ra cái bài viết này tôi nghĩ là những cái định nghĩa này là không phải là một cái à, lỗi lầm mà họ đưa ra một cách như là ngẫu nhiên mà đây là họ cố tình đưa ra những cái định nghĩa này thì câu hỏi bây giờ là tại sao thì đối với thuận thì thường nghĩ là có một số điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới điều đầu tiên là bây giờ cái số lượng người mà thực sự hiểu về bitcoin cũng như là tiền kỹ thuật số là rất là thấp cũng như là khi các bạn hỏi một người ở ngoài đường là người ta hiểu như thế nào về hệ thống tiền tệ phần lớn người hoa kỳ bây giờ vẫn không có hiểu rõ về hệ thống tiền tệ mà ngay cả thế giới bây giờ khi các bạn hỏi là tiền từ đâu mà đến thì nhiều người sẽ nói là tại vì chính phủ in ra nhưng mà thật ra các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ thì tiền không phải là được in ra từ chính phủ mà đã được thông qua hệ thống ngân hàng, thông qua cái hệ thống của cục dự liên bang bây giờ. Cho nên khi nói tới là tiền là như thế nào, tiền tệ như thế nào và Bitcoin crypto hoạt động ra sao thì người Hoa Kỳ bây giờ các bạn thấy nó cũng không có hiểu rõ và trên thế giới thì nghĩ nó cũng không có nhiều người hiểu rõ cái vấn đề này. Cho nên những bài viết này sẽ đưa ra một cái định nghĩa sai lầm cho rất nhiều người các bạn thấy được là bài viết này là đơn giản nói là bitcoin không phải là một loại tiền gì mới hết bitcoin chỉ là một loại tiền tệ nhưng mà không được bảo đảm bởi chính phủ phủ nhận đi những cái đặc tính khác của bitcoin mà chúng ta mới vừa nói tới thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người đọc bài viết này nhưng mà sẽ tin đây là sự thật tại vì họ thực sự là không có những kiến thức cần thiết để mà hiểu rõ về sự khác biệt giữa bitcoin và tiền pháp định như thế nào đây là điều đầu tiên điều thứ nhì thường cảm thấy đây là một điều mà cũng rất là tốt tại vì sao tại vì các bạn thấy được là bài viết này là một sự thay đổi rất là lớn chúng ta thấy được là cục giữ liên bang đã không có gọi Bitcoin là một loại uh, lừa đảo hay là không gọi Bitcoin là một cái điều gì đó không có giá trị bây giờ các bạn thấy là đã thay đổi rất là nhiều cục Dự liên bang bây giờ coi Bitcoin như là một loại tiền tệ so với lại cách đây vài năm cho đến ngày hôm nay thì cái sự tiến triển về bitcoin mà được chấp nhận bởi cục diễn ban ngày lại càng tăng lên cho nên các bạn thấy là bài viết này không hề nói xấu về bitcoin chỉ đơn giản nói bitcoin là một cái loại tiền tệ chứ không nói tới bitcoin dùng trong những việc phạm pháp hay là dùng trong những cái việc liên quan tới rửa tiền những cái điều mà du lý đó chúng ta thường hay nghe nói tới hầu như là không còn ai nói tới nữa các bạn thấy là ngay cả các chính phủ cũng rất ít nói thêm những cái điều này và các ngân hàng thì hầu như bây giờ đã im lặng các bạn thấy là cái đây 3 năm thì ngân hàng nào cũng đứng lên nói Bitcoin là lừa đảo, Bitcoin là một điều à, không có giá trị, Bitcoin à, sẽ kết thúc rất là đau đớn nhưng mà giờ hầu như ngân hàng thì đã xâm nhập về chuyện Bitcoin cho nên họ đã không nói xấu với Bitcoin nữa. Tương tự các bạn thấy là Fed cho bài viết này cũng đã coi như là gián tiếp công nhận Bitcoin như là một cái loại tiền tệ. Đây là một cái tiến triển rất là tốt. Và nếu như mà đã coi Bitcoin như là một cái loại tiền tệ thì đương nhiên là không có ý định cấm bây giờ. Nhưng mà cái điều kế tiếp thường chia sẻ với các bạn thường nghĩ là sẽ quan trọng hơn là đứng sau lưng bài viết này thường nghĩ là liên quan tới cái lời mà phát biểu của Chủ tịch Powell cách đây vài ngày ở Hạ viện ở Hoa Kỳ. Thì khi mà được hỏi đến là bây giờ là cục giữ liên bang đã có những cái ý định gì về đưa ra tiền kỷ được số riêng của Hoa Kỳ Tại vì bây giờ là có nhiều người cho là Hoa Kỳ đã quá chậm chạp khi mà có nhiều nước như là Trung Quốc thì đã bắt đầu là đi rất là xa vào trong lĩnh vực này và có nhiều tin đồn như thường đã chia sẻ là cái phototype, cái phiên bản đầu tiên đã được áp dụng vào một số nơi để thử nghiệm trong khi mà Hoa Kỳ bây giờ vẫn chưa có đồng tỉnh gì. Đây cũng là một trong những câu hỏi thường nhận được rất là nhiều từ các bạn. Thì Chủ tịch Powell nói là Cục Diễn Liên bang bây giờ là đang suy nghĩ rất là thận trọng về việc đưa ra tiền cư được số riêng của Hoa Kỳ đây là một cái câu trả lời rất là khác tại vì trước đây các bạn thấy được là khi chúng ta hỏi về tiền kỹ thuật số của hoa kỳ thì stephen trình bộ trưởng bộ tài chính cũng như là chủ tịch của fed cũng đã đưa ra những cái lời phủ nhận là bây giờ không phải là một điều mà ông ta quan tâm tới nhưng mà trong cái cuộc họp cách đây vài ngày ở hạ viện thì fed đã nói là đang rất là thận trọng nghiêm túc suy nghĩ về tiền cư được số riêng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên có một sự khác biệt rất là lớn là chủ tịch Powell nói là cái tiền cư được số của Hoa Kỳ là phải được đưa ra bởi chính phủ Hoa Kỳ được đưa ra bởi cục trưởng liên bang chứ không phải là được đưa ra bởi những cái công ty tư nhân. Chỉ là các bạn thấy là JP Morgan thì muốn đưa ra đồng JPM Coin hay là Facebook thì muốn đưa ra đồng Libra thì đối với cục diễn viên bang, nhiệm vụ mà đưa ra tiền kỹ thuật số cho quốc gia đó chính là nhiệm vụ của fed chứ không phải nhiệm vụ của những công ty tư nhân dựa vào cái lời nói này thì nghĩ là cũng đủ để chúng ta đưa ra những cái giả thuyết là tại sao chúng ta lại thấy được cái bài viết được chia sẻ bởi liberty street economics bởi new york fed cách đây 2 ngày tại vì bài viết này là liệt bitcoin vào loại loại tiền tệ và thường nghĩ là sau này khi mà fed đưa ra tiền kỹ thuật số riêng của hoa kỳ thì fed sẽ nói là sử dụng tiền kỹ thuật số riêng của Hoa Kỳ được đưa ra bởi Fed thì sẽ an toàn hơn được bảo vệ bởi pháp lý là một loại tiền tệ. Bitcoin cũng là một loại tiền tệ nhưng mà không được bảo vệ bởi pháp lý. Thì tiền kỹ thuật số của Hoa Kỳ được đưa ra bởi Fed là một cái sự lựa chọn tốt hơn. Cho nên Fed mới đưa ra một cái bài viết là liệt Bitcoin vào tiền tệ để sau này họ có thể nói là tiền tệ của Fed, tiền pháp định của Fed là có giá trị hơn là Bitcoin. tôi nghĩ đây là một trong những cái lý do sau lưng bài viết này. Các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới tuy nhiên những lời nói của fed thì đã có nhiều điều mâu thuẫn với những gì chúng ta nhận được cách đây vài tháng các bạn thấy được là có một cái dự án gọi là digital dollar project dự án này là được tham gia bởi một người mà cũng rất nổi tiếng đó chính là cựu chủ tịch của cftc Christian Carlo người mà đã viết cái bài viết liên quan tới xrp các bạn cũng đã biết chúng ta đã chia sẻ trong video 599 xrp có phải là chứng khoán hay là không Tristan Carlo sau khi mà rời khỏi chức vụ là chủ tịch CFTC thì đã tham gia vào một cái dự án. Các bạn thấy được đây chính là cái dự án Digital Dollar Project. Thì dự án này là một cái dự án mà kết nối những công ty tư nhân với lại cục dự liên bang để mà đưa ra tiền kỹ được số riêng của Hoa Kỳ. Các bạn thấy được đây sẽ là một cái hệ thống mà có hai cái à, phân đoạn như là các bạn thấy là tiền tệ bây giờ thì các bạn có ngân hàng trung mương, sau đó là những cái ngân hàng và bây giờ thì dự án Digital Dollar Project này nói là sẽ có cục chữ liên bang Sau đó là phía dưới đó là những cái công ty tư nhân đưa ra tiền kỹ thuật số riêng Nhưng mà tất cả đều kết nối với cục dự trữ liên bang Nhưng mà câu nói của Fed cách đây vài ngày thì lại nói là Fed không nghĩ là các công ty tư nhân sẽ đóng một vai trò gì Trong việc đưa ra tiền kỹ thuật số riêng của Hoa Kỳ và những lời nói này thì cũng đối lập với lại một trong những người mà mới vừa được đề cử bởi tổng thống Donald Trump để mà lãnh đạo OCC Office of the Comptroller of the Currency đây là một cái văn phòng mà đưa ra luật cho những cái ngân hàng coi như đây là một cái văn phòng rất quan trọng nhưng mà nào mà làm việc cho ngân hàng ở Hoa Kỳ cũng đã biết là OCC đưa ra luật thì tất cả mọi người phải đi theo. Thì người đứng đầu của OCC mà mới vừa được đề cử bởi Tổng thống Donald Trump đó chính là Brian Brooks. Thì các bạn thấy được là Brian Brooks là một người rất là quan trọng đối với thị trường crypto. Tại sao? Tại vì trước khi mà Brian Brooks trở thành người đứng đầu của OCC thì Brian Brooks là giữ chức vụ là General Counsel của sàn Coinbase có nghĩa là tổng trưởng lý người đứng đầu của các luật sư của công ty coinbase trước khi mà tham gia uh, để mà lãnh đạo occ thì brian brooks đã từng nói là đối với lại ông ta blockchain không phải là vấn đề mà blockchain là điều mà có thể giải quyết được các vấn đề của tiền tệ bây giờ và ông ta không có nghĩ là có lý do gì mà hoa kỳ lại cần phải đưa ra một tiền kỷ lục số riêng cần phải coi như là dùng cái hệ thống tiền hiện tại và di chuyển lên thành một cái hệ thống tiền điện tử tại vì chúng ta đã có những cái loại tiền tốt hơn những cái hệ thống tiền tốt hơn như là Bitcoin, Ethereum, XRP thì tại sao lại phải tốn công để mà đưa ra một cái loại tiền kỹ thuật số riêng của quốc gia chỉ cần sử dụng Bitcoin, Ethereum, XRP thì ông ta tin tưởng là sẽ giải quyết được những cái vấn đề tiền tệ bây giờ tại vì cái vấn đề là nằm ở hệ thống tiền tệ nằm ở cái phần trăm lạm phát nằm ở cái cách mà tiền tệ lưu hành chứ không phải là nằm ở cái phương diện là tiền đó là tiền điện tử hay là tiền mặt và Brian Brooks sẽ đưa ra những cái ví dụ như là ông ta nói là cái hệ thống chuyển tiền SWIFT là một hệ thống là đã quá lỗi thời. Các bạn thấy được là khi mà chúng ta di chuyển tiền ở nước Hoa Kỳ bây giờ mà các bạn dùng à, hệ thống SWIFT, hệ thống ngân hàng để mà di chuyển tiền từ Hoa Kỳ đến châu Âu thì phải tốn tới 3 ngày. Cho nên đây là những hệ thống mà đã rất lỗi thời. Các bạn thấy được là có rất nhiều lực của Hoa Kỳ đã viết cái tay rất là lâu. Nhưng mà nào mà làm việc văn phòng ngành tài chính ở Hoa Kỳ thì cũng đã biết là hầu như là văn phòng nào cũng có cái máy phát tại sao các bạn cần phải có cái máy phát trong khi bây giờ các bạn đã có những cái công nghệ mới như là sử dụng email phải nhanh hơn hay là chụp hình gửi qua mail hay là gửi qua text phải là nhanh hơn hay là không tại sao là phải sử dụng cái máy phát đây là một công nghệ rất là lỗi thời nhưng mà tại sao mà cái ngân hàng đều phải có máy phát tại vì các bạn thấy là có rất nhiều lực là chỉ định chỉ được sử dụng máy phát tại vì cái lúc mà lực đó được đưa ra thì không có những công nghệ như là email cho nên nhiều văn bản các bạn chỉ có thể là gửi thông qua đường bưu điện hay là thông thông qua những cái máy phát chứ không thể gửi thông qua email cho nên những cái vấn đề này là những điều mà đã rất lỗi thời đối với cái hệ thống tiền tệ hiện tại các bạn có sử dụng cái hệ thống tiền tệ hiện tại mà di chuyển đó thành một cái hệ thống trên mạng một cái hệ thống điện tử thì cũng không giải quyết được những cái vấn đề này đây là một trong những điều mà Brian Brooks nói tới ông ta tin tưởng là chúng ta cần phải sử dụng tiền kỹ thuật số có sẵn trên thị trường và Brian Brooks một trong những cái hy vọng mà thường nghĩ là thị trường này đang mong đợi là Brian Brooks có thể là thay đổi suy nghĩ của Tổng thống Donald Trump cũng như là Bộ trưởng Tài chính về cái vai trò của tiền kỹ thuật số đối với Hoa Kỳ là như thế nào và tại sao Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng để mà chào đón tiền kỹ thuật số để đi đầu ở trên thế giới để không bị bỏ rơi bởi những nước khác. Đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và các bạn có cảm nghĩ gì thì hãy comment ở phía dưới và như mình nào mà muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì ở phía dưới video này sẽ có những cái link các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX tham gia sàn NAPX thông qua link của thùng capital các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí nếu các bạn tham gia sàn margin bybit thì các bạn có thể được à, thưởng 20 đô la và phí giao dịch sẽ được giảm 10% trong vòng một tháng đương nhiên nabx và bybit là hai cái sàn margin cho nên các bạn tham gia thì cần phải cẩn thận tại vì margin có nguy hiểm rất là cao. Các bạn cần phải uh, có kinh nghiệm trading không phù hợp với những bạn mới. Nếu như các bạn tham gia vào sàn Binance thì các bạn có thể tham gia thông qua link của Thuận Capital. Các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Cũng như các bạn tham gia vào sàn Coinbase nếu các bạn là người ở Hoa Kỳ. Thì khi mà các bạn nạp vào 100 đô thì sẽ được thưởng 10 đô la. Link nằm ở phía dưới video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.